Trong cuộc tranh luận vừa rồi còn để lại một câu chuyện cũ, một vết thương mà đối thủ của Tổng thống Trump là nguyên Phó Tổng thống Joe Biden cố tình gợi dậy nhằm chỉ trích Tổng thống Trump. Tại vì Tổng thống Trump chưa bao giờ trực tiếp chỉ trích những người da trắng ủng hộ ông, hay là họ dùng cái chữ là da trắng là đứng nhất, tức là đứng nhất là da trắng. Thưa quý vị, trước khi đi vào video số 4 và số 5, chuẩn bị nghe Peter nói xong cái này nói video thì có video 4 số 5. Thưa quý vị, chúng ta thấy ở Hoa Kỳ có những thiên vị rõ rệt trong các cơ quan truyền thông. Ngay cả vấn đề da đen, da trắng, nếu đứng ở giữa thì ai binh da trắng quá hay là chà đạp da đen thì mình chỉ trích. Ngược lại bên da đen mà binh da đen quá, nói cái gì da đen cũng trúng mà chống lại da trắng thì mình cũng không thể binh được. Quý vị thấy không? Tức là phải công bình mà nói như vậy. Trong cái bài phát biểu khi tranh luận lúc đầu tiên, thưa quý vị, Tổng thống Trump ổng nói về khi ông Biden gài đồ ổng đó, thì tới hai lần ổng nhắc đến cái tổ chức kia là Proud Boys. Thì thưa quý vị, Tổng thống Trump trả lời liền: tôi không biết họ là ai, nhưng mà ông nói với Proud Boys stand back và stand by. Người ta chỉ trích ổng tại vì sao? Cái chữ stand back đó, thưa quý vị, theo từ điển Cambridge của Đại học Cambridge là được công nhận là từ điển hay bậc nhất của thế giới. Thì họ giải nghĩa cái chữ stand back có nghĩa là lui lại, lui lại. Trong khi đó ổng không dùng chữ stand down, tức là rút lui hoàn toàn. Ổng không dùng chữ đó, ổng chỉ nói là lùi lại thôi, tức là không tiến, không tiến. Nhưng cái chữ mà gây tranh cãi là chữ stand by của ông không có gạch nối. À, nguy hiểm vậy, cái chữ stand by mà có gạch nối nó mang một hàm nghĩa khác, mà stand by mà không có gạch nối nó có nghĩa khác. Nói làm sao anh có gạch nối được, đúng không? Nhưng mà cả hai nghĩa đó Tổng thống Trump cũng đều có hàm ý rằng hãy sẵn sàng tuân lệnh trực chiến. Cái nghĩa của nó là lui lại và sẵn sàng, tức là giống như là prepare vậy đó. Nhưng mà không, trong đó còn hàm ý nghĩa chờ phát pháo thì tiến lên. Chỉ là hàm ý thôi. Thưa quý vị, đây là lối chơi chữ của Tổng thống Trump. Quý vị nhớ là ổng là một cái người xuất sắc trong cái vấn đề đưa ra những cái tweet người ta muốn hiểu sao cũng được hết. Phe da trắng cũng nghĩ là ổng ủng hộ, mà phe da đen cũng không chỉ trích được ổng. Cái độc đáo của Tổng thống Trump nằm ở chỗ đó. Kính thưa quý vị, phía bên Cộng Hòa không có chịu vậy. Nó là tại sao Tổng thống không chỉ trích thượng đảng da trắng. Thì ngày hôm qua, thưa quý vị, bây giờ Tổng thống trước khi đi Pennsylvania thì ở Tòa Bạch Ốc đi ra cái bãi cỏ, ông mới nói với ông mấy nhà báo như thế này nè: stand down and let law enforcement do their work. Thưa quý vị, là bây giờ ông nói là mình rút lui đi nha. Bây giờ mà là rút lui đi. Và để công chuyện mà các bạn làm đó cho những nhân viên công lực người ta làm, có nghĩa là dẹp loạn, dẹp cái bọn mà quấy rối trị an của Black Lives Matter, Antifa hay những phe cực hữu mà đã gây nên những cuộc biểu tình bạo loạn khắp các thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành. Chúng ta nhìn thấy cái vấn đề này. Thưa quý vị, trước khi bác sĩ Võ Đình Hữu phân tích cũng như đưa ra nhận định riêng của bác sĩ là một nhà hoạt động
và gần gũi với Tổng thống Trump, cho phép chúng tôi loan với quý vị là Leo lấy giùm cho cái hình số 4. Trong lúc Tổng thống nói chuyện về Proud Boys, thì chính những người này hân hoan chào đón những nhận xét của Tổng thống, làm cho cực tả tức luôn. Thì ở Oregon, người ta đã bắt một người Proud Boy, mà cái người này có lỗi là cầm cái súng mà bắn sơn đó, chĩa vô người khác thì cái này phạm phải luật. Ví dụ như tôi cầm súng giả mà tôi chỉ anh đó, thì không, anh có quyền kiện tôi làm anh hoảng sợ. Nhưng mà tội này tôi nghĩ là không có nặng. Nhưng mà bắt. Nhưng thưa quý vị, còn là những giây phút cuối cùng, bác sĩ Hữu sẽ nói gộp hai cái luôn, tại vì tôi sợ đưa không kịp này, uổng quá. Đây là thưa quý vị, video số 6. Khi Tổng thống quay lại hỏi về vấn đề mà ông Biden thì nói nếu ông thông minh hơn, tức là nói Tổng thống Trump, nếu ông thông minh hơn thì COVID-19 đã chặn được rồi. Có nghĩa nói là ông Tổng thống, ông ngu ngốc. Thì thưa quý vị, Tổng thống, ông nói là ông đừng có nói là cái chuyện thông minh hay không thông minh với tôi. Chỉ số thông minh của tôi chỉ thua có một người trong lịch sử lãnh đạo quốc gia thôi. Ông nói có thua có một người thôi, mà cái đó được chấp nhận. Thưa quý vị, Tổng thống còn nói tiếp. Ông không có học đại học mà sao ông dám nói là ông học đại học. Thưa quý vị, bữa hôm nay đây là cái video nói lên là đại học Delaware, tức là cái nơi mà quê hương của ông Phó Tổng thống Joe Biden đó, xác nhận là ông Biden không có bao giờ tốt nghiệp tại đại học này. Thì cái này, thưa quý vị, đây quý vị nhìn thấy cái tựa thấy rõ ràng và có cái video ở dưới, thì quý vị biết đây là những cái bằng chứng ở nước Mỹ không có làm gì giả được hết á. Làm giả dù cho làm trên tột đỉnh vinh quang cũng sẽ bị phơi bày. Và thưa mời bác sĩ. Vâng, thì quý vị thấy là anh Jumin đã trình bày ba vấn đề cùng lúc luôn. Thì vấn đề mình thấy là trong vấn đề mà ông khi mà cũng nói là stand by và stand back á, tất nhiên là ông nói là không, ông không có khuyến khích cái nhóm đó đừng có làm nữa, tất cả để cho công lực làm là đúng luật thôi, nhưng mà phải sẵn sàng để chuẩn bị, thì nếu mà có gì á thì mình phải hành động. Đó là cái đó rất rõ ràng như vậy. Thứ hai nữa là mình thấy vấn đề mà ông nói là Proud Boy đó, thì mình thấy là ông cũng không có, cái này là những cái nhóm họ đứng tự đứng lên thôi, chứ không phải ai tổ chức hết, để họ có vẻ có khuynh hướng để hỗ trợ cho vấn đề nhân viên công lực làm việc. Thì vấn đề này đó mình thấy là họ không có bạo động, nhưng mà họ muốn bảo vệ cho những người mà bị những cái người da đen hay những cái chương trình khác, Black Lives Matter, những cái protest mà có thể gây hại cho những người da trắng. Quý vị nhớ rằng là tôi nhớ là Portland hay là ở chỗ nào, những người da đen đã biểu tình qua khu da trắng và nói rằng quý vị phải dọn nhà khỏi khu này vì đây là khu của chúng tôi. Tôi chưa thấy bao giờ mà một cái vấn đề mà có quyền mà nói một cái sắc tộc khác nói đi chỗ khác đi, chỗ này của tôi, thì hoàn toàn sai. Và vấn đề quý vị thấy ngày hôm nay New South Post đã đưa lên vấn đề mà nói là ông Biden không có học ở Delaware State University. Thì ở Mỹ này quý vị ơi, không, những cái gì mình nói không thể nào mà dối và không phải nói là sai, vì tất cả họ có thể tìm bằng chứng rất rõ ràng, quý vị thấy không? Thành á, một khi mình nói về học bạ hay bằng cấp thì tất cả đó nó có lưu trữ trong hồ sơ nhà trường hay nó có lưu trữ trong internet của trường hết. Thành á, quý vị thấy không, ở Mỹ này quý vị nhớ là mình nói láo perjury rất là quan trọng. Và thứ hai, mình nói gì mà sai á thì cuối cùng người ta cũng tìm ra được hết. Đó, thành quý vị thấy vấn đề quan trọng á là mình nói gì phải nói đúng vừa nói chân thật. Vì cái kim đó để trong cái túi lâu ngày thì nó cũng lòi ra mà thôi. Thành quý vị, trong cái cuộc debate này có nhiều điểm rất là chúng ta rất lý thú để xem. Và tôi hy vọng rằng trong hai cuộc debate sắp tới mình sẽ thấy nhiều vấn đề được đưa ra. Tôi muốn nói về vấn đề, chưa thấy vấn đề nói về ngoại giao. Đó,
Thì như ngoại giao mình thấy thành quả của Tổng thống Trump trong một tháng mà qua rất là lớn, khi mà thấy có 3 hiệp ước từ Trung Đông, chẳng hạn như Bahrain, rồi là AUA, và ba nước cùng một lần luôn thì rất là quan trọng. Và Saudi Arabia, rồi cũng như ngày như Âu Châu thì có giữa Serbia và Kosovo, thì cái đó rất một thành quả về ngoại giao rất hay. Nhưng mà trong debate chưa thấy, thì trong kỳ tới chắc chắn phải nói về ngoại giao. Và thứ nhất là về Biển Đông luôn. Tôi mong rằng trong debate nó sẽ nói về Biển Đông, và chúng ta có thể thấy rằng lập trường của Mỹ bây giờ rất mạnh với vấn đề Trung Cộng ở Biển Đông. Và vấn đề thương mại về Trung Cộng, tôi nghĩ trong debate mình phải nói vấn đề đó. Thì chúng tôi thấy cũng giờ còn ít mà nó vui nha. Vâng, kính thưa quý khán giả, liệu có thể lấy dùm cho cái hình số 9? Thưa quý vị, thật là xui xẻo cho nước Tàu, người Tàu, Tàu Trung Cộng á. Thưa quý vị, bà giám đốc tài chánh Mạnh Vãn Châu của công ty Hoa Vi bị bắt quả tang. Chụp cái hình này quả tang rõ ràng. Bà đeo cái khẩu trang này không phải made in hãnh diện của China, tức là của Trung Cộng, mà là made in Taiwan. Bác sĩ nghĩ sao? Như vậy chứng tỏ họ đâu có tin tưởng Trung Cộng. Cái bà Hoa Vi này mà người Trung Cộng mà không tin tưởng Trung Cộng dùng tài quan thì hết ý kiến rồi. Vì thế không? Và đây thì chứng tỏ rằng đừng có xài chỗ Tàu. Vì cái về nhớ cách đây mấy năm, ông Paul Navarro, giáo sư UCI, ông này từng là giáo sư của Kim Lee Hồ đó, nghị viên thôi. Ông đã viết một sách Dead by China cách đây mấy năm, nói những đồ đập của Trung Cộng sản xuất ra khắp thế giới, gạo giả, muối giả, mì giả, chất chemical hóa học trong đồ chơi, vân vân. Và nói rằng nếu mình không ngăn chặn, thế giới sẽ chết vì nhiễm độc bởi China. Ngày hôm qua, phi trường Los Angeles đã bắt đồ làm giả, đồ đi là tức là đồ giả vô trong phi trường Los Angeles của từ Tàu nhiều quá chừng rồi. Kê không hết. Rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Kính mời bác sĩ. Vâng, chúng tôi xin thân chào quý vị, thân chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ. Và nhất là chúng ta trong lúc này, cộng đồng Việt Nam phải đoàn kết chặt chẽ để có thể xúc tiến vấn đề bảo vệ nhân quyền. Và nhất là kỳ 3-1 đi đông, bầu đúng, cử xứng và chọn người, đem lại tự do, hòa bình và Biển Đông không còn dậy sóng nữa. Cảm ơn bác sĩ. Đêm răng với ngọn chiều, gió à gió kéo thuyền nhỏ neo. Vì vu buồn lên cao, gió à gió sóng reo rạt rào. Trăng lên vừa nhô xa, con thuyền trôi trong trời bao la. Chạy mau.